Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thời tiết giao mùa, huyện Yên Mô đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Nắng nóng xen lẫn ngày mưa phùn, kiểu thời tiết này thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc gia cầm. Trên địa bàn huyện Yên Mô, thời gian qua đã có hiện tượng gà, ngan, ốm và chết. Do được tuyên truyền đầy đủ rộng khắp nên người dân tích cực phối hợp với chính quyền để ngăn bệnh lây lan. Sau khi bị bệnh dịch đổ vào là tôi cũng có được chỉ đạo của thú y cái xã và cán bộ xã chỉ đạo tôi tiêu hủy khử trùng sạch sẽ. Theo cái sự chỉ đạo của ủy ban xã cũng như cán bộ của thú y và đồng thời như vậy là giờ là triển khai cho các đồng chí công an viên là nghiêm cấm không được cho các đối tượng bên ngoài là giờ đến buôn bán gia cầm tại cái khu dịch và cũng có như vậy là giờ là treo biển. Đấy, cũng có làm biển để cấm như đà và biển thông báo là khu vực đã có dịch cúm gia súc gia cầm để cho nhân dân biết và như vậy bây giờ là phòng tránh. Những năm gần đây, chăn nuôi nhỏ lẻ ở huyện Yên Mô dần thu hẹp, hình thành các trang trại gia trại với quy mô đàn lớn. Việc phòng chống dịch bệnh được quan tâm. Hàng năm, huyện đã ban hành các văn bản và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh từ sớm tới từng hộ dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trên phạm vi toàn quốc cũng như trên địa bàn, chính quyền địa phương đã tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống cụ thể để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, bảo vệ đàn vật nuôi. Ủy ban huyện đã có công văn chỉ đạo đối với tất cả các xã ở trong toàn huyện là tuyên truyền vận động cho nhân dân chủ động phòng chống dịch và chuẩn bị vaccine, hóa chất vôi bột để tiêu độc khử trùng. Thì đến thời điểm hiện tại thì qua rà soát thì hầu như là các xã cũng đã chủ động công tác phòng chống dịch. Cùng với khoanh vùng ổ dịch, công tác tiêm phòng vụ xuân hè cho các đối tượng vật nuôi được chú trọng. Các xã thị trấn thành lập đội phun hóa chất khử trùng tiêu độc nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ phát dịch cao. Khu vực chăn nuôi tập trung, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, ấp trứng gia cầm, chợ buôn bán, tập kết, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm. Thời gian thực hiện tập trung trên địa bàn toàn huyện xong trước ngày 30 tháng 3.